xe VinFast sẽ đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. Chỉ còn ít ngày nữa, VinFast sẽ vé mảng hai mẫu xe đầu tiên của hãng tại triển lãm Paris Motor Show 2018. Trong bối cảnh đó, truyền thông quốc tế tiếp tục đưa tin về những mẫu xe này của VinFast. Mới đây, tờ Autoblog có bài viết với tiêu đề "Hãng xe Việt Nam VinFast giới thiệu các mẫu xe dựa trên nền tảng BMW tại Paris". Bài viết của tác giả cho hay, hãng xe hơi mới thành lập của Việt Nam, VinFast, đang sử dụng nền tảng của các mẫu xe BMW để chế tạo những chiếc xe đầu tiên của mình và chúng sẽ có mặt tại Paris Motor Show vào tháng tới. Autoblog dẫn nguồn Autocar cho hay, hai mẫu xe mới cỡ lớn của VinFast được phát triển dựa trên khung gầm của BMW X5 và 5 Series hiện hành và được thiết kế bởi sự hợp tác với hãng thiết kế ô tô danh tiếng Pininfarina đến từ Ý. Hai mẫu xe của VinFast nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ N20 tăng áp, 4 xi lanh dung tích 2.0 lít của BMW, nhưng sẽ bong bóng hệ thống van biến thiên. Động cơ sẽ có hai mức công suất lần lượt là 175 mã lực và 227 mã lực, đi kèm hộp số 8 cấp ZF. Dựa trên nền tảng sẵn có và hoàn toàn bỏ qua giai đoạn xây dựng một nguyên mẫu bằng đất sét, quá trình phát triển hai mẫu xe mới của VinFast đã được rút ngắn xuống còn 11 tháng. Từ những nét phác thảo đầu tiên cho đến những đường nét hoàn thiện cuối cùng, VinFast cho hay những bản thiết kế cuối cùng đã được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng từ hàng trăm mẫu thiết kế khác nhau và được dựa trên sự bình chọn của người tiêu dùng. Quá trình sản xuất thử nghiệm sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2019 và quá trình sản xuất đại trà sẽ diễn ra từ tháng 9 năm 2019. Những mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Hải Phòng. Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, GM và VinFast đã ký một thỏa thuận quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của cả hai thương hiệu ô tô Chevrolet của GM và VinFast tại thị trường Việt Nam. Theo đó, VinFast sẽ tiếp nhận hệ thống đại lý ủy quyền hiện tại của thương hiệu Chevrolet và trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu Chevrolet tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, VinFast cũng sẽ tiếp quản nhà máy GM tại Hà Nội và được sử dụng để sản xuất các mẫu xe của GM. Quay trở lại với hai mẫu xe mới của VinFast, tờ Autoblog nhận định những chiếc xe mà VinFast mang đến triển lãm Paris Motor Show lần này không chỉ đơn thuần là những chiếc xe dựa trên nền tảng của BMW mà được khoác lên mình một tấm áo mới. Các kỹ sư của VinFast đã chế tạo những cỗ máy của tương lai với nhiều tính năng được nâng cấp, chẳng hạn như công nghệ bảo vệ người đi bộ và hệ thống bảo vệ chống va chạm ở hai bên. Với những cải thiện mới, Autoblog khẳng định xe của VinFast sẽ không bị lỗi thời, thậm chí hoàn toàn tươi mới trong thập kỷ mới. Ngoài ra, VinFast cũng đang tập trung phát triển những mẫu xe có thể đáp ứng được những quy định khắt khe của thế giới. Do vậy, các sản phẩm của hãng xe Việt hoàn toàn có khả năng xuất khẩu sang những thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó, hậu phương của VinFast cũng vô cùng vững chắc khi hãng này đã chiêu mộ hàng loạt những tên tuổi đình đám trong ngành ô tô thế giới như cựu phó chủ tịch General Motors James DeLuca, nhà thiết kế David Leon, kỹ sư Sean Calvert, giám đốc hoạch định và quản lý sản phẩm Roy Flecknell, kỹ sư trưởng Kevin Fisher. Cùng với Pininfarina, VinFast cũng đã hợp tác với các tập đoàn đình đám như Bosch, Siemens để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ giúp VinFast tự tin cạnh tranh trên đấu trường quốc tế. VinFast dự kiến sẽ sản xuất 500.000 xe mỗi năm và 1 triệu xe điện vào năm 2025.